Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Các chuyên gia cho rằng, thông tin về hàng trăm dự án bất động sản được tháo gỡ, tái khởi động trở lại đã giúp thị trường tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, góp phần tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho thị trường cũng như các chủ thể tham gia. Mặc dù thị trường chưa đủ lực để có thể vượt dốc, nhưng phần nào đã thoát khỏi nguy cơ mất phanh. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Báo cáo đánh giá tiến trình phục hồi thị trường bất động sản Việt Nam quý 3 2023 và dự báo tình hình thị trường quý 4 2023 của VAS ghi nhận. Kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi, là một trong những điểm sáng của nền kinh tế thế giới đang trong bối cảnh suy yếu, biến động khó lường. Sự phục hồi của nền kinh tế cùng với những dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế chắc chắn sẽ kéo theo nhu cầu bất động sản tăng cao ở tất cả các phân khúc, từ căn hộ đến văn phòng cho thuê, nhà xưởng, bất động sản bán lẻ, đặc biệt trong tình hình nguồn cung bị thắt chặt bởi nhiều lý do. Mặt bằng giá bất động sản tăng lên trong thời gian tới là điều có thể tính đến. Bà Phạm Thị Miền, Phó Ban Nghiên cứu Thị trường và Tư vấn Xúc tiến Đầu tư Bất động sản VAS thông tin. Dữ liệu của nghiên cứu của VAS cho thấy thanh khoản trên thị trường bất động sản đang dần được cải thiện, đặc biệt so với giai đoạn khó khăn cuối năm trước và những tháng đầu năm nay. Thị trường bất động sản ghi nhận nhiều điểm sáng hơn, đó là những địa phương có kinh tế phát triển, được quan tâm, chú trọng thúc đẩy đầu tư hạ tầng, giao thông, có nhiều nguồn cung phù hợp với nhu cầu như Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả trên là nhờ có sự nỗ lực, liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, cùng những động thái quyết liệt của chính phủ, cùng các cơ quan, bộ ngành nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phát triển thị trường bất động sản an toàn lành mạnh, bền vững. Gần 20 động thái văn bản dưới luật liên quan đã được phát đi từ phía chính phủ một cách liên tục và dồn dập, với nội dung ngày càng sát hơn với nhu cầu thực tế của thị trường và doanh nghiệp. Thông tin về hàng trăm dự án được tháo gỡ, tái khởi động trở lại cũng góp phần tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho thị trường và các chủ thể tham gia, giúp thị trường tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước. Tuy thị trường chưa đủ lực để có thể vượt dốc, nhưng phần nào đã thoát khỏi nguy cơ mất phanh. Lượng giao dịch trên toàn thị trường tăng dần theo thời gian, với nhiều hơn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người dân được đưa vào thị trường. Theo đó, quý 2 2023, thị trường ghi nhận 3.700 giao dịch, tăng 37% so với mức 2.700 ở quý 1. Đến quý 2, thị trường đã ghi nhận gần 6.000 giao dịch, gấp 1,5 lần quý 2 và hơn 2 lần so với quý 1 2023. Đưa ra dự báo về thị trường bất động sản những tháng cuối năm 2023, các chuyên gia cho rằng một số phân khúc ở rất nhiều địa phương đã có dấu hiệu vượt đáy. Ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc SCO Homes phân tích, để xác định thị trường đã vượt đáy hay chưa, cần đưa ra các dấu hiệu về vượt đáy như đã không còn giảm giá sâu, dừng giảm giá hay giá bắt đầu tăng lên, tâm lý nhà đầu tư phục hồi tích cực. Thị trường bất động sản ở các thành phố đã có dấu hiệu vượt đáy, tập trung ở phân khúc chung cư, nhà ở giá dưới 10 tỷ đồng tại khu vực lõi trung tâm. Phân khúc đất nền chưa có dấu hiệu tích cực nhưng đã có dấu hiệu vượt đáy ở loại hình đất đấu giá ở khu vực xung quanh Hà Nội, mức giá quanh 2 tỷ đồng, có tỷ lệ hấp thu 70% đến 80% với mức giá đấu cao hơn khoảng 5% mức giá khởi điểm, có thể chuyển nhượng ngay với mức chênh lệch từ 30 đến 50 triệu đồng một nền. Trong khi đó, phân khúc bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng vẫn ảm đạm. Ông Chung đánh giá, còn theo ông Nguyễn Đình Cương, trưởng ban nghiên cứu thị trường VAS, để đảm bảo chu kỳ tăng trưởng của các thị trường đã vượt đáy, đạt như kỳ vọng, cũng như thúc đẩy tiến trình phục hồi ở các phân khúc, khu vực khác, cần có các cơ chế chính sách cải thiện nguồn cung cho thị trường. Hiện tại, nguồn cung vẫn bế tắc, mới chỉ có khoảng 10% dự án được tháo gỡ, mặc dù đã có nhiều hơn sự góp mặt của một số cánh chim đầu đàn trong việc triển khai các dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. Tuy nhiên, thị trường bất động sản quý 4 2023 sẽ khó ghi nhận sự thay đổi đột biến trong ngắn hạn do nguồn cung vẫn chưa thể đột phá, do các dự án cần một khoảng thời gian tương đối để có thể triển khai đủ điều kiện mở bán. Số lượng các dự án nhà ở xã hội sắp mở bán trong thời gian tới vẫn còn rất ít so với nhu cầu. Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần G-Home chia sẻ, ngay cả khi đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội được thực thi tối đa, nguồn cung nhà ở xã hội vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Trong khi đó, quá trình triển khai, xây dựng đến mở bán dự án nhà ở xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc, từ cơ chế pháp luật đến quy định và điều kiện mua, cũng như các trường hợp được thụ hưởng chính sách. Theo đó, Tổng Giám đốc G-Home kiến nghị chính sách về nhà ở cần hướng đến mọi tầng lớp trong xã hội. Quy định đối tượng được thụ hưởng chính sách về nhà ở xã hội cần thay đổi phù hợp hơn. Nhà ở xã hội không phải là bán cho người giàu, nhưng cần hướng đến cả những đối tượng có thu nhập thuộc diện phải đóng thuế, có tích lũy nhưng không tiếp cận được với nhà ở thương mại, hiện có giá bán ở ngưỡng cao. Bạn thấy ý kiến trên của các chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé!
Các chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản đã đi đến giai đoạn cuối của kỳ suy thoái và hiện nay thị trường gần như đã chạm đáy. Thời điểm quý 4 năm 2023, thị trường bất động sản sẽ ấm dần lên, đồng thời đưa ra 3 kịch bản cho thị trường cuối năm. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Nốt trầm của thị trường diễn ra từ nửa cuối năm 2022 khi chứng kiến sự đóng băng, giao dịch ít, thanh khoản thị trường yếu. Các doanh nghiệp trong ngành lâm vào tình cảnh khó khăn, vướng mắc về pháp lý và nguồn vốn là hai khó khăn bủa vây lấy doanh nghiệp bất động sản suốt thời gian qua. Tuy nhiên, khó khăn của thị trường bất động sản đang dần vơi đi. Trước những chuyển biến tích cực của tình hình kinh tế xã hội nói chung và các giải pháp tháo gỡ, thị trường bất động sản có thể bước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong một chia sẻ mới đây tại Bà Rịa, Vũng Tàu vào giữa tháng 9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị dự báo thị trường bất động sản sẽ ấm dần lên trong các tháng cuối năm 2023 và có sự phát triển trở lại trong năm 2024. Tìm hiểu của phóng viên cho thấy, các chủ đầu tư đang dục dịch chuẩn bị ra hàng, còn giới đầu tư cho rằng đây là thời điểm thích hợp để xuống tiền. Đặc biệt sản phẩm có vị trí địa lý thuận lợi và hạ tầng giao thông tốt với mức giá hợp lý sẽ hút dòng tiền. Chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ bắt đầu phục hồi vào cuối quý 4 năm 2023. Nhưng khó khăn không thể xử lý ngày một ngày hay nên phải đến quý 4 năm sau mới phục hồi rõ nét. Cùng quan điểm, tiến sĩ Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, từ quý 3 2023 đến hai quý đầu của năm 2024 sẽ thấy nhiều hơn các điểm sáng tích cực. Đến quý 2, quý 3 năm 2024, thị trường bất động sản sẽ chính thức bước vào chu kỳ phục hồi, các dự án được triển khai mạnh mẽ hơn, tạo ra nguồn cung lớn cho thị trường. Trong đó, mảng nhà ở xã hội và bất động sản công nghiệp vẫn chiếm ưu thế. Trong khi đó, báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam quý 3 và 9 tháng năm 2023 của Zaxanh Services cho thấy, các chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản chưa phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc thúc đẩy thị trường phục hồi. Điểm sáng thị trường là lãi suất huy động đã giảm về mức thấp nhất kể từ 2020, kéo theo lãi suất chào cho các khoản vay mới cũng đang được điều chỉnh giảm về mức tương đương đầu năm 2022. Đối với phân khúc bất động sản nhà ở, quý 3 năm 2023 ghi nhận khoảng 90% nguồn cung sơ cấp tại các thị trường trọng điểm đến từ các dự án hiện hữu. Khác với giai đoạn trước, đến cuối quý 3 năm 2023, thị trường không còn ghi nhận được việc các sản phẩm bất động sản chào bán mới bị cắt giảm giá sâu, thậm chí giá bán mới hàng sơ cấp đã bắt đầu tăng nhẹ 2 năm. Theo dự báo của Zaxanh Services, thị trường bất động sản đã đi đến giai đoạn cuối của kỳ suy thoái và hiện nay thị trường gần như đã chạm đáy. Tuy nhiên, chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản Việt Nam sẽ không đi theo biểu đồ hình chữ V mà sẽ là hồi phục và tăng trưởng theo biểu đồ hình chữ U. Tiến sĩ Phạm Anh Khôi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế, Tài chính, Bất động sản Zaxanh Services cho biết, thời điểm quý 4 năm 2023 thị trường bất động sản sẽ ấm dần lên. Zaxanh Services đưa ra 3 kịch bản cho thị trường bất động sản quý 4 năm 2023. Cụ thể, ở kịch bản lý tưởng, nguồn cung giảm 20-30%, lãi suất dưới 10-12%. Giá bán tăng nhẹ, tỷ lệ hấp thụ 40-50%. Kịch bản kỳ vọng, nguồn cung giảm 30-50%, giá bán đi ngang, lãi suất 11-13%, tỷ lệ hấp thụ 20%. Kịch bản thách thức, nguồn cung giảm trên 50-60%, giá bán giảm 20%, lãi suất trên 14%, tỷ lệ hấp thụ 10%. Bạn thấy ý kiến trên của chuyên gia như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé. Thời gian tới, Cà Phê Len TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Len TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.